Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, năm 2022, muốn giàu có, phải nghe hết video này. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại với chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông, may mắn quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, khi mà xem tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như là tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Như quý vị đã biết thì sống ở trên đời, ai cũng mong mình gặp được nhiều những điều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt đó là làm việc gì thì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, vạn sự an yên, chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Và điều đặc biệt đó chính là con cái thì chăm ngoan học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều này có phải là quá xa vời với chúng ta hay không? Bởi vì là có người thì gia đình hòa thuận nhưng mà kinh tế thì lại bấp bênh, phải lo gánh rất là nhiều những thứ khác về trọng trách và trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng mà lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và tất cả những điều đấy thì thiết nghĩ cũng là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị và các bạn? Trong chương trình tử vi phương đông của 12 con giáp ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ ra sao? Và con giáp này liệu có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên con đường công danh sự nghiệp thì có gặp phải những sự cố, những khó khăn trắc trở nào hay không và cách hóa giải như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận bàn chi tiết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng, gia đạo yên vui. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng có vận trình tổng thể rất tốt với sự giúp đỡ của tam hợp thái tuế và các cát tinh, kim quỹ, tướng tinh, bạn tương đối bình yên và suôn sẻ trong năm Nhâm Dần. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng, hung cát, hung vận, ngũ quỷ, quan phù, cát vận, tam hợp, kim quỹ, tướng tinh. Tổng quan, tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng có vận trình tổng thể rất tốt với sự giúp đỡ của tam hợp thái tuế và các cát tinh, kim quỹ, tướng tinh. Hầu hết những người cầm tinh con ngựa đều có thể sống tương đối bình yên và suôn sẻ trong năm Nhâm Dần. Năm nay, bạn ít gặp rắc rối và xui xẻo, tâm tính cũng vui vẻ, bớt lo âu về cuộc sống. Tuy nhiên bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, mà cần chú ý tránh phạm phải sao ngũ quỷ và quan phù, đồng thời chăm chút giữ gìn cho mặt quan hệ xã giao luôn tốt đẹp, nếu không sẽ dễ gây ra hiểu lầm cùng các rắc rối trong những mối quan hệ của mình. Đồng thời, để được tăng cường sự trợ giúp của thái tuế, quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2022 để hóa giải. Thái tuế cai quản năm 2022 là Nhâm Dần, chính là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình thái tuế của năm, mặt sau in hình phù thái tuế. Đặt phù thái tuế ở trong ví, trong túi hoặc sau ốp điện thoại để được may mắn và bình an. Sự nghiệp đánh giá năm sao. Vận sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong năm 2022 khá tốt nhờ tướng tinh và tam hợp thái tuế, đường quan lộ rộng mở thanh thang, dễ bề hiển đạt. Người này nhờ có nhiều mối quan hệ tốt cho nên hay được quý nhân giúp đỡ. Gặp chuyện khó cũng có thể thoát ra, hiệu quả công việc cũng được nâng cao hơn, vận hạn cũng phần nào được tiêu trừ bớt. Trong năm nay chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm việc thì sẽ được thăng chức tăng lương, về cơ bản sẽ không có gì là khó khăn. Tài vận đánh giá 4 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, đường tài lộc của những người tuổi Ngọ sinh năm 1978 tương đối mạnh. Với sự giúp đỡ của ngôi sao tốt là kim quỹ, những chú ngựa sẽ có thể đón tin vui về cả vận chính tài, có nghĩa là khoản thu nhập tự làm ra, và vận thiên tài có nghĩa là tiền bạc may mắn từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt trong vận chính tài, nhờ các cát tinh hỗ trợ cho nên bạn không chỉ được thăng quan tiến chức mà còn có thể được tăng lương hoặc thưởng. Nếu biết áp dụng các mẹo phong thủy tuổi Ngọ năm 2022 sẽ còn thúc đẩy sự giàu có và thịnh vượng tốt hơn. Đồng thời,
Thầy Gia Cát cũng khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nữ mạng hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để được bình an và may mắn trên con đường tài lộc và sự nghiệp. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật được thiết kế với bộ chú Lục Tự Đại Minh Chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi đeo vòng bên mình sẽ được thần Phật che chở, giúp cho công việc được hanh thông, may mắn. Đồng thời, pháp khí cũng có tác dụng xua đuổi tà ma, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, từ đó giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp và tài lộc được khai mở. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 khá suôn sẻ trong năm 2022. Đối với những người đã kết hôn, tình cảm giữa bạn và người ấy có thể phát triển ổn định trong năm Dần. Vợ chồng yêu thương, hòa thuận với nhau, hiếm khi xảy ra cãi vã, xung đột vì những chuyện vặt trong gia đình. Vận tình duyên của những người độc thân cũng rất lạc quan, đào hoa vượng phát, có cơ hội tìm được người yêu ưng ý trong năm nay. Vì vậy tuổi Ngựa phải biết nắm bắt thời cơ để vận trình hanh thông. Tuy nhiên sao ngũ quỷ cũng khiến cho bạn dễ gặp phải kẻ xấu, dẫn đến nhiều chuyện tình xấu khác nhau. Bởi vậy người này cần phải cẩn thận hơn trong các quan hệ, đặc biệt là giao tiếp để tránh bị các hung tinh này dâng nước lật thuyền. Sức khỏe đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng, có vận trình sức khỏe trong năm mới của bạn khá ổn định. Năm nay Mậu Ngọ 44 tuổi, được các sao may mắn và thái tuế bảo hộ, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Đối với những người yếu hơn thì đây cũng chính là một năm may mắn để bạn rèn luyện sức khỏe và nâng cao sức đề kháng của chính bản thân. Kết quả sẽ rất khả quan. Bên cạnh đó, những mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân để gia tăng sức khỏe và hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống. Vòng được thiết kế theo bộ tam hợp quý thần của gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ, làm cho mọi việc hanh thông thuận lợi, đồng thời hòa hợp các mối quan hệ trong công việc gia đình cũng như trong cuộc sống. Khi mà những thị phi, tai ách được giải thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi, tài lộc công danh sẽ vững bền. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của tuổi này được tính theo các tiết khí và cụ thể như sau. Tháng 1 đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng đầu năm rất tốt, hòa cùng không khí sôi động của dịp lễ Tết Nguyên đán, bạn sẽ gặt hái được nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh thì công việc làm ăn phát đạt, có cơ hội ký được những đơn hàng lớn thì quả là tuyệt vời. Vì vậy, bạn phải nắm bắt cơ hội này để kiếm tiền và thể hiện bản thân thật tốt. Tháng 2 đánh giá 4 sao, tài vận của Mậu Ngọ khá dồi dào đầy đủ trong tháng 2 Nhâm Dần. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn, tháng này bản mệnh sẽ được thần tài chăm sóc, chính tài lẫn thiên tài đều có bước tiến bất ngờ. Mặc dù tài lộc cuồn cuộn, nhưng người này cũng cần phải hạn chế phô trương của cải của mình càng nhiều càng tốt, nếu không thì dễ bị kẻ cắp hoặc lừa đảo nhắm tới, ăn trộm mất tài sản. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của tuổi Ngọ sinh năm 1978 có phần giảm sút trong tháng này. Ở nơi làm việc, khối lượng công việc gia tăng khiến cho bạn bận rộn, vất vả hơn nhiều. Khuyên bạn trong thời gian này, dù bận đến mấy thì cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng để cho bản thân làm việc quá sức, nếu không sẽ gây bất lợi cho sự phát triển tài lộc của chính bạn. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng, có đường tài lộc trong tháng 4 năm 2022 phát triển rất tốt. Trong tháng này, dưới sự che chở của thái tuế và cát tinh, hầu hết nữ mạng tuổi này đều có vận thế vững vàng thuận lợi, ít khi bị tác động xáo trộn từ bên ngoài. Không những vậy, bạn sẽ có trạng thái tinh thần khá thoải mái, luôn cảm thấy tích cực và lạc quan, không khí gia đình cũng rất hòa hợp. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Trong tháng 5 âm lịch, mặt quan hệ xã giao của người này có điểm sa sút, ngũ quỷ hung tinh xâm phạm, khiến cho bạn gặp phải nhiều tiểu nhân phá hoại, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác nữa. Vì thế bản mệnh cần phải coi chừng có kẻ ném đá giấu tay, đồng thời phải duy trì hữu hảo các mối quan hệ để tránh gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Tháng 6, đánh giá 2 sao. Trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh năm 1978 dễ trở nên táo bạo và hay nổi nóng. Do bị sao hung tinh nhập mệnh cùng với thời tiết nóng bức, bạn dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp trong tháng này, dẫn đến những rắc rối như là kiện tụng và tranh chấp. Vì thế bạn cần phải cẩn thận trước những ảnh hưởng của sao quan phù, đồng thời học cách tiết chế cảm xúc và tính khí, đừng để vận xấu ảnh hưởng đến vận thế nói chung. Tháng 7,
đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng, rất lạc quan về vận trình sự nghiệp trong tháng 7 của năm Nhâm Dần. Nhờ vận may do tướng tinh chiếu mệnh mang lại, cơ hội việc làm cho những người cầm tinh con ngựa trong tháng này tăng lên rất nhiều. Bạn sẽ thường nhận được rất nhiều cơ hội để thực hiện. Vì vậy, Mậu Ngọ hãy chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước đột phá trong sự nghiệp để công việc được phát triển hơn nữa. Tháng 8, đánh giá 2 sao. Trong tháng 8, vận trình tài lộc của bạn có chút giảm sút. Đáng ra nếu tam hợp thái tuế thì tài vận càng lúc càng dồi dào. Nhưng thật đáng tiếc, vì khao khát chi tiêu mua sắm quá lớn, cho nên bạn sẽ tiêu tiền bừa bãi, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, cho nên cần phải cẩn thận tài vận, tổn thất nghiêm trọng. Tử vi khuyên bạn hãy nên học cách tiêu dùng hợp lý trong cuộc sống, không nên quá xa hoa, nếu không sẽ dễ gây ra khủng hoảng kinh tế cho chính bản thân. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong tháng 9 không mấy lạc quan, bị ảnh hưởng bởi thời tiết hanh khô và oi bức. Bạn bị ngất xỉu do cảm nắng vì không chịu được thời tiết quá nóng bức trong tháng này. Vì vậy, khi làm việc nhiều ngoài trời, bạn phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dùng kem chống nắng và bổ sung nước đầy đủ để tránh mất sức. Đồng thời bạn cũng cần phải chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi, hình thành thói quen sinh hoạt điều độ để có lợi cho sức khỏe của bản thân. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tháng 10 âm lịch có thể là thời điểm thuận lợi để thoát ế cho những người độc thân tuổi Ngọ. Với sự trợ giúp của tam hợp cùng với các tinh trợ vận, tuổi Mậu Ngọ sẽ tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng, biết chăm chút cho hình tượng của mình, cho nên được nhiều người chú ý đặc biệt. Đặc biệt là với các nữ mệnh Mậu Ngọ thì sẽ được nhiều người khác giới theo đuổi. Bạn đừng ngại thử tiếp xúc, giao tiếp với họ, nói không chừng sẽ gặp được người bạn đời của mình. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nữ mạng trong tháng 11. Các mối quan hệ của những người tuổi Ngọ 44 tuổi ngày càng thăng hoa. Với sự giúp đỡ của ngôi sao may mắn Kim Quỹ, cuối cùng bạn cũng có thể thoát khỏi ngũ quỷ, hung tinh và một số các sao xấu khác trong tháng này, mở ra một bước ngoặt đột phá trong các mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt, những người thuộc tầng lớp lao động có thể sẽ gặp được nhiều sự giúp đỡ từ quý nhân trong tháng này. Quan hệ xã giao của bạn cũng được rộng mở hơn cả về kết giao lẫn sự nổi tiếng, và đây cũng chính là một điều đáng mừng. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Vận mệnh tổng quan của tuổi Mậu Ngọ trong tháng cuối năm có phần vất vả, mệt mỏi. Việc xử lý các mối quan hệ không thôi đã khiến cho bạn trở nên bận rộn và phải cân bằng giữa gia đình và công việc. Điều này dễ khiến cho Mậu Ngọ lao lực, không có thời gian chăm sóc sức khỏe cho mình. Con giáp này, dù làm gì thì cũng cần phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn và không nên làm việc quá sức. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì vậy mà chúng ta cũng luôn luôn phải lạc quan vào cuộc đời vốn dĩ là đầy rẫy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững vàng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.